Trong tập trước, mình đã giới thiệu với các bạn một lens siêu ngon bột rẻ, và trong tập này, chúng ta sẽ tìm hiểu một yếu tố rất quan trọng của ánh sáng với sự giúp đỡ của bạn Kim Tan. Xin chào các bạn, đã lâu lắm rồi chúng mình đã không làm clip bởi vì bây giờ thời tiết của Paris rất là lạnh. Nhưng ngày hôm nay, chúng ta sẽ quay trở lại với một chủ đề về ánh sáng, đó chính là cân bằng trắng. Trong cuộc sống, khi bạn nhìn thấy một vật màu trắng, ví dụ như chiếc váy cưới trong ảnh sau, thì dù bạn nhìn nó dưới ánh đèn vàng, bạn vẫn có thể nhận biết rằng đấy là một chiếc váy cưới màu trắng. Máy ảnh hiện nay chưa thông minh được như vậy. Chiếc váy cưới bên tay trái bị ám vàng rất nặng, thế nên việc bạn cần làm là điều chỉnh nhiệt độ màu để đưa các màu sắc bị ám về lại màu trắng, giống như hình phía bên tay phải. Nhiệt độ màu mình vừa nhắc tới được quy định theo thang nhiệt độ màu Kelvin. Mỗi nguồn sáng sẽ cho chúng ta một nhiệt độ màu khác nhau. Ánh sáng của đèn vàng sẽ có nhiệt độ màu tầm 2500K, ánh sáng mặt trời tầm 5500K. Chữ K ở đây là viết tắt cho từ Kelvin. Trong phần setting của máy của các bạn, có thể các bạn đã từng nhìn thấy những ký hiệu này. Các ký hiệu này sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng điều chỉnh cân bằng trắng theo nguồn sáng. Giờ thì mình sẽ cùng thử tìm hiểu sự khác biệt giữa các chế độ này nhé. Bắt đầu từ Auto White Balance, hãy tìm nút WB trên máy của bạn. Giữ chặt nút này và chế độ Auto White Balance xuất hiện, máy tự tính toán nhiệt độ màu phù hợp cho ảnh. Tiếp tục xoay bánh xe sang phải, bạn sẽ thấy các chế độ nhiệt độ màu khác nhau. Chế độ này sẽ có nhiệt độ màu tầm 2500K. Ảnh sẽ ám xanh và giảm đi độ ám vàng. Cái hình dài dài nhiều râu ria này được sử dụng khi chụp dưới ánh đèn huỳnh quang. Chế độ có ký hiệu hình ông mặt trời, đương nhiên để sử dụng khi chụp dưới ánh mặt trời. Hình tia sét này chính là chế độ chụp với ánh sáng của đèn flash. Cloudy là chế độ mà bạn sẽ sử dụng khi trời nhiều mây. Còn đây là chế độ chụp dưới bóng râm, nó sẽ làm ảnh có tông màu ấm lên một chút. Chế độ K, viết tắt của từ Kelvin. Với chế độ này, chúng ta sẽ đặt một con số cụ thể để có thể tăng giảm nhiệt độ màu. Làm ảnh có màu lạnh đi, hoặc làm ảnh có tông màu ấm lên. Nãy giờ, mình đã nhắc tới rất nhiều chế độ để chỉnh cân bằng trắng. Tuy nhiên trên thực tế, mình thường hay sử dụng nhất là Auto White Balance và mình chụp bằng file RAW. Trong đa số các trường hợp thông thường, Auto White Balance cho ta một kết quả khá chính xác. Cộng với việc sử dụng file RAW thì mình hoàn toàn có khả năng điều chỉnh White Balance khi làm hậu kỳ cho ảnh với những phần mềm như Photoshop hoặc Lightroom. Bạn có thể điều chỉnh White Balance để đưa màu sắc của ảnh gần với màu sắc của ngoài đời thật nhất. Nhưng nếu bạn sử dụng White Balance một cách sáng tạo hơn thì điều chỉnh White Balance để có màu ấm hơn hoặc lạnh hơn là một việc làm rất hiệu quả để có thể thể hiện được một phần cảm xúc của hình ảnh. Thường thì với các ảnh chụp mùa đông, mình thường đặt nhiệt độ màu thấp để có được một tông màu ám xanh hợp với cái sự lạnh lạnh của mùa đông, giống như hình phía bên tay trái. Nhưng chú ý của mình khi chụp tấm ảnh này là muốn nhấn mạnh vào cảm xúc vui vẻ hân hoan của một chàng trai đã có gấu hơn là sự lạnh lẽo của thời tiết. Vì vậy, mình sẽ đẩy nhiệt độ màu cao hơn một chút để có được một tông màu hơi ám vàng ấm áp, giống như hình bên tay phải. Trong một số trường hợp, nhiệt độ màu thấp sẽ tạo ra tông màu lạnh, khiến cho người xem có cảm giác nguy hiểm, không đáng tin. Và ngược lại, nhiệt độ màu cao với tông màu ấm sẽ rất phù hợp với những hình ảnh tình yêu, tình báo, tình gia đình, tình đồng chí. Để mình lấy một ví dụ cụ thể về một bộ phim mà gần đây có thể các bạn đã nghe tên. Các bạn đoán đúng rồi đó, đây chính là bộ phim Những Nghề Thừa Cưới. Và đây là nhân vật chính của bộ phim, Kim Tan. Kim Tan xuất thân từ xứ Kim Chi và là cháu ngoại của Kim Dung. Kim Tan là một chàng trai có trái tim nhân hậu, sẵn sàng đón một cô gái lai lịch không rõ ràng về nhà cho ở nhờ. Vì vậy, mẫu nhân vật này rất phù hợp với những tông màu ấm. Tông màu ấm sẽ giúp chúng ta cảm nhận được sự ấm áp và đáng tin cậy từ Kim Tan. Đối thủ của Kim Tan là Yong Do. Đây là một nhân vật trẻ trâu, mặt lấc cấc đều đều, luôn tỏ vẻ lạnh lùng nguy hiểm, mặc dù cũng chưa đánh nhau thắng Kim Tan bao giờ. Dạng nhân vật nguy hiểm này rất hợp để đi kèm tông màu lạnh. Ngay cả Emily Bona bình thường có đáng yêu đến cỡ nào, thì khi đóng cảnh giận dỗi cào nhau vẫn sẽ hợp hơn với tông màu lạnh. Về sau thì bạn Yong Do có vẻ đỡ hơn, nên tông màu của bạn khi xuất hiện bớt sát khí hơn. Trừ những lúc gọi ông bố ra. Tông màu ấm rất hợp với những cảnh tình cảm hoặc những cảnh hôn vì nó sẽ làm cho chúng lãng mạn hơn, cảm giác nụ hôn sẽ phê hơn. Không chỉ tốt cho cảnh hôn, màu ấm còn rất hữu dụng khi sử dụng trong các cảnh chuẩn bị hôn.
chào và hẹn gặp lại vào một ngày sớm nhất nhé. Hãy sống thật vui và xem phim thật nhiều nhé.